Giải mã hợp đồng tàu ngầm thế kỷ giữa Pháp và Australia khiến phương Tây dậy sóng. Không phải ngẫu nhiên mà năm 2016, Australia lựa chọn ký hợp đồng với Laval Group của Pháp cho kế hoạch phát triển tàu ngầm Lut Attack. Mẫu tàu ngầm Attack có những điểm đáng chú ý gì về công nghệ và khả năng tác chiến. Năm 2016, Pháp và Australia đã ký kết hợp đồng được báo chí Pháp đánh giá là hợp đồng thế kỷ theo đó, các tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Pháp sẽ đóng mới 12 tàu ngầm động cơ diesel điện cho Australia, nhằm thay thế các tàu ngầm lớp Colin của Australia, vốn bị đánh giá là thiếu khả năng chiến đấu trong môi trường công nghệ ngày càng cao. Khi đó, tập đoàn Lavan Group vào lúc đó đã mang tên là DCNS đã phải cạnh tranh hết sức gay gắt với hai đối thủ lớn khác là tập đoàn TKMS của Đức và liên danh Mitsubishi Kawasaki của Nhật Bản. Vào thời điểm đó, hầu như toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao của Pháp, bao gồm cả tổng thống Pháp khi đó là Francois Hollande và đặc biệt là ông Jean-Yves Le Drian, khi đó đang là bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp, đã tham gia vào các nỗ lực vận động của Pháp. Sau 14 tháng cạnh tranh, mẫu tàu ngầm của Pháp được thiết kế dựa trên lớp tàu ngầm Barrakuda hiện đại nhất của Pháp, được phía Australia lựa chọn. Chỉ khác là Australia đã yêu cầu động cơ diesel điện chứ không phải là động cơ hạt nhân như các tàu ngầm lớp Barracuda của Pháp. Mẫu tàu ngầm này được đặt tên là lớp Attack, được đóng theo yêu cầu riêng của phía Australia, dài 97 m lượng dãn nước 4.500 tấn, tức gấp đôi mẫu tàu ngầm hạng nhỏ nhất nổi danh của Pháp là Scorfan 2.000 tấn và hơn 1.000 tấn so với các lớp tàu ngầm Colin đang trong biên chế Hải quân Hoàng gia Australia lượng giãn nước và kích thước lớn hơn cho phép tàu ngầm của lớp attack bố trí lượng vũ khí nhiều hơn, bao gồm bốn loại vũ khí tác chiến, chống ngầm, phòng không, tấn công mặt đất và chống tàu mặt nước. Ngoài ra, tàu ngầm lớp Attack được trang bị khoang phóng cho các thiết bị không người lái dưới nước. Đặc biệt là tàu ngầm lớp này được trang bị sauna, cảm biến tập đoàn Thales được cho là thuộc dạng tốt nhất trên thế giới, phân khúc tàu ngầm thông thường. Tuy nhiên, tất cả những ưu điểm công nghệ và khả năng tác chiến trên mới chỉ là lý thuyết, bởi thực tế sau đó cho thấy phía Pháp gặp rất nhiều những khó khăn khi bắt tay vào thiết kế một mẫu tàu ngầm hoàn toàn mới theo các yêu cầu riêng của Australia. Và dù có nhiều ưu thế về công nghệ so với lớp Colin của Australia, nhưng tàu ngầm Attack không thể có các thế mạnh của tàu ngầm mang một động cơ hạt nhân, đó là khả năng lặn sâu trong thời gian với phạm vi tác chiến gần như không giới hạn. Thiệt hại từ thất bại của thường vụ tàu ngầm, con số thiệt hại của việc Australia hủy hợp đồng thế kỷ này đã được nói đến rất nhiều trong những ngày qua. Ban đầu hợp đồng này có giá trị 31 tỷ euro vào năm 2016, nhưng do bị đội giá cũng như việc trượt giá trong vài năm qua, tổng giá trị hợp đồng lên tới 56 tỷ euro. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc Pháp đã mất toàn bộ 56 tỷ euro, trên thực tế con số 56 tỷ euro là tổng số tiền được cam kết của hợp đồng này trong vài thập kỷ, con số tiền Pháp thực hiện khi nhận ký hợp đồng chỉ là 8 tỷ euro. Pháp phải chuyển giao công nghệ và cam kết chi toàn bộ số tiền còn lại cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực, duy trì bảo dưỡng trên đất Australia. Tất nhiên, chỉ con số 8 tỷ euro mất đi cũng đã là một thiệt hại rất lớn. Theo báo chí của Australia, kể từ khi hợp đồng vào năm 2016, bắt tay và thực hiện hợp đồng, phía Australia đã chi khoảng 1,5 tỷ euro, trong đó cho phía tập đoàn Lavan Group của Pháp nhận 900 triệu euro, phần còn lại thuộc về tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ, vốn phụ trách xây dựng hệ thống chiến đấu các tàu ngầm Australia. Việc hủy bỏ hợp đồng thế kỷ gây thiệt hại cho kinh tế của cả Pháp và Australia, phía tập đoàn Lavan Group đang có khoảng 600 kỹ sư làm việc cho dự án này. Phía ở Australia, khoảng gần 400 người tại cảng Cherbourg của miền bắc Pháp lẫn cả Adelaide ở Australia, các lao động này đương nhiên sẽ đứng trước nguy cơ thất nghiệp tạm thời. Ngoài ra, hàng nghìn những việc làm khác tại các nhà thờ phụ ở cả hai nước đều sẽ bị ảnh hưởng. Về mặt đền bù hợp đồng, các luật sư của hai bên sẽ phải tiến hành các cuộc chiến pháp lý kéo dài và phức tạp trong thời gian tới. Theo báo chí của Australia, nhiều khả năng phía Australia sẽ bồi thường khoảng 400 triệu euro. Con số này tương đối nhỏ nếu với tổng giá trị hợp đồng và càng không đáng kể nếu xét đến các lợi ích công nghệ và địa chính trị mà Australia hướng đến khi nhận tàu ngầm động cơ hạt nhân của Anh-Mỹ trong liên minh AUKUS. Trên thực tế, phía Australia cũng đã tính toán dừng sớm để tránh việc phải chi quá nhiều tiền cho những giai đoạn tiếp theo chỉ vì những dự tính nếu không có việc phá bỏ hợp đồng thì trong vài tháng tới Australia sẽ phải chi tiếp 3 tỷ euro cho việc thiết kế lớp tàu ngầm attack này.